Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với bốn tịnh lự chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn tịnh lự, nếu đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao, này Kiều Thi Ca, vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với tám giải thoát chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tám giải thoát, nếu đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì sao, này Kiều Thi Ca, vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với bốn niệm trụ chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn niệm trụ, nếu đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao, này Kiều Thi Ca, vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với pháp môn giải thoát không, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp môn giải thoát không, nếu đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao, này Kiều Thi Ca, vì pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với mười địa Bồ Tát chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập mười địa Bồ Tát. Vì sao, này Kiều Thi Ca, vì mười địa Bồ Tát để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với năm loại mắt chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập năm loại mắt, nếu đối với sáu phép thần thông chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sáu phép thần thông. Vì sao, này Kiều Thi Ca, vì năm loại mắt sáu phép thần thông để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với mười lực Phật chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập mười lực Phật, nếu đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao, này Kiều Thi Ca, vì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng để an trụ tu tập ấy, chẳng thể nắm bắt được.